Chào các bạn, mình là Trần Xuân Đô, mình đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vừa rồi mình vừa nhận được visa du học Canada và cảm giác của mình bây giờ là rất là vui và hồi hộp cho những dự định trong tương lai sắp tới. Mình rất may mắn khi được công ty Tân Đại Dương giúp đỡ và hỗ trợ mình trong việc chuẩn bị hồ sơ để xin visa du học. Trong quá trình làm hồ sơ thì chị Xuân Anh đã giúp đỡ mình rất là nhiệt tình trong việc xin thư nhập học của trường này. Mình nộp vào đầu tháng 1 năm 2019 và đến bây giờ tầm 1 tháng rưỡi là có kết quả. Khi nhận được visa thì mình rất là vui và mình cảm ơn công ty Tân Đại Dương